Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã làm cho nhiều người dân gặp khó khăn do mất việc làm, giảm thu nhập, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để kịp thời chia sẻ với các hộ dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, sáng ngày 21 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Minh tổ chức tặng 21 phần quà cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trên địa bàn xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh. Tham dự buổi trao quà có đồng chí Phạm Thị Cẩm Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Lê Bá Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vân Khánh Đông, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Khánh Đông, cùng với 21 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các ấp thuộc xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh. Mỗi xuất quà trị giá 900.000 đồng, trong đó 600.000 đồng tiền mặt và một phần quà 300.000 đồng gồm đường, sữa, cá hộp, v.v. Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Phạm Thị Cẩm Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Minh chia sẻ. Trong thời gian qua, Mặt trận huyện An Minh đã vận động các mạnh thường quân các nơi, các đoàn thể cũng như là các quỹ chính quyền địa phương là huy động rất là tốt cái nguồn lực để mà chăm lo cho bà con. Đối với cái phần quà hôm nay thì Mặt trận huyện cũng tranh thủ sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang hỗ trợ cho huyện An Minh. Đợt này là 210 xuất quà. Trong 210 xuất quà này thì chúng tôi cũng phân bổ về trên Khánh Đông được 21 hộ. Thì báo với bà con thì đây là một phần mà các quỹ chính quyền địa phương cũng như là Mặt trận huyện, Mặt trận tỉnh Kiên Giang quan tâm chia sẻ tới mọi người. Nhân đây cũng hy vọng bà con mình cũng phải chấp hành nghiêm cái việc mà thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi chúng ta cần thiết lắm. Mỗi phần quà gửi đến các hộ dân gặp khó khăn trong lúc này là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đối với bà con trên địa bàn trong thời điểm toàn xã hội đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là một trong 21 hộ dân nghèo khó khăn nhận được quà từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Minh. Cô Trần Thị Nan, ngụ ấp Minh Cơ, xã Vân Khánh Đông, phấn khởi nói: trong mùa dịch bệnh đó, gia đình tôi gặp khó khăn vậy đó, nhận được phần quà tôi rất là vui, cũng rất là mừng, tôi cũng cảm ơn chính quyền địa phương rất là nhiều. Với những việc làm ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, thể hiện tinh thần san sẻ, yêu thương, chung tay hướng về cộng đồng, sẽ góp phần hỗ trợ hộ nghèo vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19. À, chú tên gì, ở đâu ạ? Trên Lạng hả? Còn nhà chú ở đâu? Ở nhà máy chú. Nhà máy hả? Rồi hôm nay là được tặng cái gì đấy? Cái bọc này với cái này với tiền. Tiền hả? Rồi cảm xúc làm sao? Thấy vui không? Dạ, vui. Nhà nước cho rồi mừng quá. Dạ, rồi bây giờ chú có muốn cảm ơn đến mọi người không? Dạ. Chú có gửi lời cảm ơn đến mọi người không? Dạ, nghĩ là cho tôi đúng mấy chú ơi. Dạ, cảm ơn nhà nước đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ đúng không? Dạ. Rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Cố gắng nha. Dạ, dạ, dạ. Bệnh quá chứ rồi. Dạ, dạ. Các bạn thân mến, đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra những thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân, đặc biệt là những người lao động tự do bị mất việc làm, từ đó khiến cho các đối tượng trên lâm vào cảnh khó khăn. Đây cũng là một trong những nhóm đối tượng được hỗ trợ theo nghị quyết số 88 của chính phủ. Để hỗ trợ kịp thời giúp bà con tạm thời ổn định cuộc sống, Ủy ban Nhân dân huyện An Minh đã ban hành quyết định số 7.182 ngày 20 tháng 9 năm 2021, phê duyệt danh sách và hỗ trợ kinh phí đợt 3 cho các đối tượng lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện An Minh. Theo danh sách là 1.019 người, mức hỗ trợ 1.500.000 đồng trên một người. Tổng kinh phí hỗ trợ là 1.528.500.000 đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Theo quyết định, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn
căn cứ vào danh sách đối tượng đã được phê duyệt, khẩn trương cấp hỗ trợ cho các đối tượng trên, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung phần tin. Áp dụng các biện pháp cấp bách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và thông báo số 338.